Black Friday đang đổ bộ, Owen đang ưu đãi lên tới 50% toàn bộ sản phẩm. Khám phá ngay thôi. Hàng ngàn sản phẩm sơ mi đang được ưu đãi 50%. Sở hữu ngay sơ mi bamboo với giá chưa tới 300.000 đồng. Rất nhiều sản phẩm blazer được ưu đãi 50%. Ví dụ như chiếc áo này, giá niêm yết là 1.800.000 đồng, khi ưu đãi 50% chỉ còn 900.000 đồng thôi. Rất nhiều mẫu thiết kế jacket với mức giá hời chưa từng có, ưu đãi 50%. Sở hữu ngay chiếc áo jacket này với giá chỉ từ 500.000 đồng. Áo polo trẻ trung hiện đại ưu đãi lên tới 30%. Và thêm nhiều lựa chọn với áo len ấm áp, với vô vàn thiết kế quần kaki, kiểu dáng lịch lãm, thỏa sức phối đồ, được ưu đãi 50% với giá chưa tới 300.000 đồng. Ngập tràn thiết kế quần Âu đang được ưu đãi lên tới 50%, với thiết kế jean phóng khoáng năng động được ưu đãi lên tới 20%. Các bạn đừng quên, Owen còn có rất nhiều sản phẩm phụ kiện dành cho phái mạnh. Bùng nổ Black Friday, bên cạnh săn sale tới 50% toàn bộ sản phẩm, đừng bỏ lỡ mini game cùng Owen check in trúng liền iPhone 14. Black Friday đến ngay Owen.